Xin chào cả nhà, em tên Ngân, quê ở Cái Mơn, ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Hôm nay em tiếp tục làm một cái video về bông trang để em có thể tổng hợp lại những cái cây, những cái loại bông trang mà em hiện đang có. Tại vì lúc trước thì em làm từng cái video lẻ tẻ nên các bạn khó theo dõi và khó đặt hàng. Thì trước hết là Ngân phân biệt ba loại cho cả nhà mình dễ đặt hàng nha. Đó là loại lá nhỏ, lá trung và lá lớn. Lá nào là lá nhỏ, lá trung và lá lớn thì Ngân sẽ để ba cây ở ba loại ở gần nhau để cho các bạn nha. Còn cái loại lá liễu thì mình dễ phân biệt rồi. Trước hết là mình thống nhất với nhau về các loại lá để mà mình có thể dễ dàng đặt hàng nha cả nhà. Đầu tiên đó là lá liễu nè, hay còn gọi là lá kim á. Cái lá nó nhỏ như vậy nè, các bạn thấy không, nó dài nhưng mà cái bề ngang nó nhỏ. Còn cái loại này là cái bên là cái loại lá gọi là lá nhỏ, thì cái bề ngang nó sẽ bự hơn so với cái lá kim nè. Ngân để gần nè, các bạn thấy không, cái lá nó bự hơn cái lá kim nhưng mà gọi là lá nhỏ. Kế đến cái loại lá nhỏ là cái loại lá trung, nó bự hơn cái loại lá nhỏ này gấp khoảng 10 lần luôn nha các bạn. Đây nè, các bạn thấy không, cái loại lá trung và cái loại lá nhỏ nè, các bạn thấy không, cái lá nó khác nhau. Và đây là loại lá lớn. Lá lớn thì là cái lá nó giống như cái lá mận hoặc lá dâu vậy đó, nó bự như vậy á, nó bự hơn cái lá trung rất là nhiều nè, các bạn thấy không. Các bạn hãy thấy tổng thể nha, để Ngân bứt ra một cái, Ngân bứt ra cho các bạn dễ theo dõi luôn. Cho mình có thể dễ dàng phân biệt để mà đặt hàng nha. Đây, các bạn phân biệt được chưa? Cái này là loại lá kim nè. Cái này là loại lá nhỏ. Lá nhỏ thì là nó sẽ ngắn hơn với loại lá kim, nhưng mà cái bề ngang của nó thì bự hơn. Đây là loại lá trung và đây là loại lá lớn. Thứ nhất là các bạn sẽ xác định là mình thích cái loại lá nào để mà mình đặt hàng nha. Rồi bây giờ Ngân sẽ đi vô chi tiết từng cái loại cây mà Ngân có. Tại vì mỗi loại thì Ngân có cây lớn nhỏ khác nhau, nó không có đồng đều về giá và cái màu sắc của nó cũng rất là khác nhau, rất là đa dạng luôn. Như phía trước mắt các bạn thấy sao, thấy không, hồng rồi vàng rồi đỏ nữa. Bây giờ thì Ngân sẽ đi trực tiếp vô từng cái loại mà Ngân có nha cả nhà. Đầu tiên là Ngân đánh cái mã số. Thứ nhất là mình quy ước với nhau về loại lá nhỏ, lá kim, lá nhỏ, lá trung và lá lớn. Cái thứ hai nữa là mình quy ước với nhau về cái mã số, để khi các bạn nói về cái mã số thì để Ngân có thể giao hàng chính xác cái ý thích của các bạn nha. Đầu tiên đó là Ngân xin giới thiệu 8 màu bông mà cái loại này có giá là 9.000. Cái loại này thì toàn bộ của mình là lá nhỏ, 7 màu lá nhỏ và có một màu là lá kim. Thì là cái loại này mình có thể là trồng hàng rào nè, hoặc là mình dâm ở dưới đất á, để sau này mình cũng có thu nhập về kinh tế. Thì những cái loại này là một cốt nên khi các bạn trồng càng lâu thì cây càng có giá trị. Và tất cả những loại trang của Ngân á, thì là siêu bông, nó ra qua quanh năm luôn. Đầu tiên đó là cái loại lá nhỏ là được đánh số mã số 01, là gọi là màu đỏ thường nè. Cái loại này thì nó có trước giờ, bông của nó cũng rất là siêu bông luôn. Đánh từ mã số 1 cho đến mã số 8 thì cây giống của mình có giá là 9.000 nha các bạn. Khi các bạn mua 50 cây thì là có giá là 400.000, Ngân bao phí vận chuyển toàn quốc luôn nha. Đầu tiên cái mã số 01 là một cái màu đỏ. Cái màu đỏ giống như phía trước mắt các bạn đây nè. Tại vì cái cây nó còn nhỏ nên cái bông nó không có chùm á, chứ lớn thì cái cây bông chùm nè. Mã số 1 này thì là màu đỏ nè. Còn cái cây này Ngân đánh số mã số là 11, nó giống như cái mã số 1 nhưng mà cái cây nó lớn hơn đây. Cái chậu này thì có giá là 15.000. Cái bông nó nè, cái cây càng bự thì cái chùm của nó càng bự, nó càng rất là đẹp luôn. Cũng cái mã số đó, cũng cái mã số đó nhưng mà cái cây này thì nó cao và nó bự hơn, nó cái dạng thông rồi á.
thì cái cây này có giá là 60 ngàn nha. Con cũng đánh mã số 21. Là cái cây này thì nó cao tầm khoảng là 6 tấc, thì nó có giá là 60 ngàn. Đây là cây màu đỏ lá nhỏ nha cả nhà. Tiếp theo cái cây lá nhỏ nữa là cái cây màu vàng. Đây là cây vàng lá nhỏ nè. Con quay cảnh cái bông cho các bạn xem đây. Đây là cái màu của nó đây. Cây giống này thì cũng có giá là 9 ngàn. Cái cây của mình thì nó cao là khoảng tầm một, có cây thì nó gần gang tay, có cây thì nó bằng gang tay, có cây thì nó cao hơn. Cái cây 02 là cây màu vàng, còn 03 là cái màu đỏ sen. Cái màu đỏ sen là cái bông nó ngắn như này, nó rất là dễ thương và nó có màu đỏ. Tiếp theo là cái màu hồng phấn là cái màu số 04. Thì cái màu hồng phấn này có giá là 9 ngàn. Còn nếu mà các bạn muốn mua cái cây bự hơn thì có giá là đánh số 14 là có giá là 35 ngàn. Nó đang có nụ bông như thế này đây. Tất cả cây đều là một cốt nha. Nó cao tầm khoảng một gang tay thôi, nhưng mà nó tròn qua, nó như cái dạng nấm vậy đó. Tiếp theo mã số 05 là cái mã số tím sen. Cái cây giống này thì nó còn nhỏ nha. Nó có nửa gang tay của Ngân thôi, nhưng mà nó vẫn có giá 9 ngàn nha cả nhà. Tùy mỗi màu mà nó có chiều cao khác nhau. Còn nếu mà các bạn muốn lấy cái loại 35 ngàn này á, thì nó cao được khoảng 2 cho đến 3 tấc. Và nó cũng có bông này như vậy. Đây là cái màu tím sen nha cả nhà. Cái bông nó rất là dễ thương. Cái màu nó rất là đẹp luôn á. Và tiếp theo cái là mã số 6. Mã số 6 là màu cam cà rốt. Là cam cà rốt là cái màu cam nhạt nè. Còn mã số 07 á. 07 là lá liễu đỏ hồi nãy á, này cũng là cây giống 9.000. Rồi đây là cái màu cam đậm là mã số 08, cũng có giá là 8.000. Đây là cái màu cam đậm, cái bông của nó đây. Ngưng để gần hai cái màu cam cho các bạn dễ theo dõi nha. Thấy không? Một cái là cam cà rốt thì nó nhạt hơn, một cái là cam đậm. Còn cái cây giống nhỏ thì là 9.000, còn cái cây cam đậm bự thì là có giá là 35.000. Màu cam là tới màu 09 là màu vàng nghệ. Cây này thì là cây bụi nha, chứ không phải một cốt. Cái màu vàng nghệ là cái màu nó vàng tươi nè. Cái này nó cũng thuộc cái dòng lá nhỏ. Cái màu nó vàng tươi, vàng ôm luôn, rất là đẹp. Tiếp theo cái loại lá nhỏ là cái loại lá trung. Cái lá trung, lá nhỏ còn thêm một màu trắng nữa cả nhà ơi. Con quên mất cái màu trắng. Cái mã số 19 là cái cây màu trắng nha cả nhà. Cái cây này thì có giá là 80 ngàn. Cái màu trắng tinh khôi luôn. Đây. Cái màu trắng á. Cái bông màu trắng của mình có giá là 80 ngàn. Tiếp theo là cái lô lá trung. Đầu tiên là cây vàng Pháp. Đây, vàng Pháp thì là cái màu vàng nó cũng tươi, nhưng mà nó không có đậm bằng vàng nghệ. Nhưng mà cái cánh bông của nó thì nó có 4 cánh và cái cánh nó to hơn. Đây là cái lá, nó là lá trung. Cái cây Pháp vàng này. Có mã số là 31. Tiếp theo là cây Pháp cam. Đây là cái bông của cái bông Pháp nè. Cây Pháp cam 32 nè. Cái cây Pháp vàng này thì có giá là 30 ngàn. Còn cái cây Pháp cam này thì có giá là 45 ngàn. Cái cây nó cao tầm khoảng 3 tấc ha. Cây Pháp cam đây. Cái màu bông của nó rất là đẹp. Tiếp theo là cái cây 33 là cái màu tím sen đột biến. Thì hiện tại cái cây là mình không có bông, không có quay các bạn được. Các bạn có thể kết bạn Zalo với Ngân để Ngân gửi hình bông cho các bạn xem nha. Cái cây tím sen đột biến này thì có giá là 160 ngàn. Cái đây là cái giống mới và rất là khó kiếm nha các bạn. Tím sen đột biến.
Tiếp theo là cái trang nhật mã số 35, có giá là 35.000 một cây luôn. Cái này là nhật vàng. Rồi tới nhật cam. Các tại vì bây giờ không có hình bông nên Ngân không có quay cho các bạn xem được á, các bạn kết bạn Zalo đi rồi Ngân gửi hình bông cho các bạn xem nha. À, tiếp theo là cái mã số 36 là cái cây đỏ đổi màu. À, rồi cái cây hồng phấn lá trung. Cái cây này thì năm nay nó rất là hot luôn. Mã số 37 nè, cái cây hồng phấn lá trung nè, nó có cái bông như vậy nè. Cái cây nó càng bự thì cái bông nó càng bự, tại vì cây giống của mình nhỏ nên các bạn thấy cái bông của nó không được to lắm. Và thêm là cái đỏ Dubai. Đỏ Dubai có mã số là 38, cây này thì cũng có giá là 35.000 một cây luôn. Cái màu đỏ của nó thì nó rất là đẹp. Và cái này là loại lá trung. Tiếp theo là cây đỏ nhung. Cây đỏ nhung này thì nó cao khoảng là 4 tấc và nó có giá là 60.000. Cây đỏ nhung nha, đỏ nhung lá trung. Và cái cây này là mã số 40 là cái cây vàng lá trung. Vàng lá trung thì cái màu nó nhạt hơn so với cái vàng Pháp và cái vàng vàng nghệ nha. Nhưng mà nó cũng rất là đẹp. Cái này là vàng lá trung. Còn cái cây này là trang thái tàu màu vàng. Mã số là 41. Một cái cây giống như vậy có giá là 70.000. Còn này là trang thái tàu màu đỏ. Trang thái tàu màu đỏ. Nó có mã số là 42, nó cũng có giá là 70.000 một cây. Cây nó đang có nụ nè các bạn. Các bạn nhìn thấy màu đỏ là màu đỏ nè. Còn cái búp búp nó vàng vàng thì nó cũng nở bông vàng luôn. Nói lại con. Nói đại con chứ. Đợi cháu. Dạ tiếp theo là cái cây số 51, cái cây Mỹ Hồng á. Cái bông nó vậy nè, cái đây là cái loại lá lớn, hết loại lá trung là loại lá lớn nha. À, trang Mỹ Hồng thì Ngân có cái loại cây giống này á, là 15.000, là nó cao tầm khoảng một gang tay. À, còn nếu mà cây giống nó bự hơn, này nó cao khoảng 4 đến 5 tấc á. À, thì cái cây này là có giá là 70.000. À, có Mỹ Hồng, rồi Ngân còn có Mỹ Đỏ nữa. Mỹ Đỏ thì cây giống của nó là 20.000. Mỹ Đỏ mới đây đâu rồi? Đây, cái cây Mỹ Đỏ đây. Mã số 53 nè. Thì nó có giá là 20.000. Nó cao khoảng 1 tấc ở 1 gang tay. Còn cái cây giống của này, cây giống bự của nó thì nó cao khoảng 6 đến 7 tấc. Đây là cái màu đỏ của trang Mỹ nè, cái màu đỏ tươi của nó rất là đẹp luôn. Cái màu đỏ của nó rất là đậm và cái bông của nó như cái tô vậy đó. Cây giống này thì có giá là 70.000, cây nó rất là sum xuê nè các bạn thấy không, và nó mọc cốt luôn, nó rất là sum xuê nha. À, tiếp theo một cái loại lá lớn nữa là cái là cam. Cam lá lớn đây các bạn coi là cái bông nó hơn cái tay của Ngân, nó như nó bự như cái tô vậy đó. Ý là chỉ là một cái cây giống thôi mà cái bông nó đã to như vậy rồi, còn khi các bạn trồng lên cây thì nó sẽ rất là to, rất là đẹp luôn. À, các bạn có thể lấy cái cây mọc cốt này thì nó đồng giá là 70.000 so với cái bụi này. Cái bụi này thì mình cũng làm một cốt, mình được nhiều bông hơn luôn nha, nó có nhiều nhánh hơn nè. Cái này gọi là cam lá lớn, cái bông của nó rất là đẹp luôn.
Và các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh của Ngân để tiếp tục theo dõi nhiều video mới của Ngân để giới thiệu những cái loại hoa kiểng mới nha. Cảm ơn cả nhà trong suốt thời gian qua đã luôn ủng hộ và đồng hành với Ngân. Các bạn nào không rõ thì cứ liên hệ với Ngân, thì Ngân có thể là tư vấn cho các bạn chọn nha. Thì các bạn để chọn mua cây thì các bạn phân biệt dùm Ngân là loại lá liễu, lá nhỏ, lá trung hay lá lớn, và các bạn muốn màu gì thì sẽ dễ dàng đặt hàng hơn. Cảm ơn cả nhà.